Bây giờ ta đi vào tìm những cây sưa đỏ đủ tiêu chuẩn để thu mua. Bây giờ ta đi theo anh thợ này, đi anh thợ đi vào một cái gia đình ở vùng nông thôn hẻo lánh. Cây đây, đây cây sưa đây. Bây giờ ta xem, tiến hành khoan kiểm tra, khoan kiểm tra lõi. Ôi giời, đổ đất. Ôi da này mà vỏ bong vẩy này là cũng ấy, cũng chậm lắm. Cái vỏ mà cứ bong được vẩy như này đấy. Bao giờ thấy cái mùn nó ra đỏ thì nó đến nỗi. Mùn vẫn ra trắng, vẫn chưa thấy đâu. Đấy, đến rồi. Sâu lắm. Sâu là nó chưa mấy, đúng rồi. Nõi chưa mấy. Xem nõi này này thì mới được. Ui. Này, nõi chắc bằng 3 phân. Không được. Bây giờ chúng ta xem chặt hạ một cây sưa này. Bây giờ đã mua được cây sưa này, bây giờ ta tiến hành cành chặt này hạ. Đổ sang nhà. Một cây sưa rất đẹp, còn một cành đổ vào cái nhà này. Thì buộc dây. Đấy, đứng đây rồi. Đâu, vẫn Các anh đứng em đứng luôn thợ ban đi chứ. chặt cho hết nó cành đi, xuống đấy. Chặt hết cành xong mới Đúng đào rồi, gốc. đứng kéo đây. Kéo 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 quạt xuống dưới. Hai thợ kéo. Cứ chặt đi. Hai người người ta cũng đủ. Cây cành này nhẹ đấy đấy thầy. Mày mới chặt thế, chặt thêm tí nữa là đổ vào đây rồi này. Đấy, từ mái nhà kia. Mái nhà kia giờ ra khỏi mái nhà rồi. Quyết định đấy. Quyết định đấy. Lôi đi. Lôi đi, lôi đi. Được rồi, đấy. Xong. Ui, đổ rồi. Không làm sao hết. Không ảnh hưởng đến 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 bờ rào chứ còn chưa nói là đến nhà bên kia. Đấy, thấy rễ to này là ngon rồi, cứ có hai cái rễ to này đất là đất thôi. Càng thấy rễ to sớm càng sướng, càng nhanh đổ. Nhìn đâu ấy? Đi ở nhà cầm cái ấy ra cho anh giống xưa cái, đại đa số là dễ nổi để tăng xích nhỉ? Chỉ đào tí là có dễ thôi, là dễ to, có cây dễ nó còn nổi hẳn lên. Làm mấy cây xưa đi mua cho anh một cái đây cây và cầm ù vào trong tân thanh nhà bác cái không gần xong quá giờ cứ moi moi sạch đất là cưa rồi vội đéo chiều kia nhá đánh xong xưa xong xứ ừ bây giờ tiến hành cắt dễ bây giờ cứ cắt hết cái dễ này là đổ kéo là đổ Thank you.
bắt đầu đổ đây. Ôi, cắm mạnh, cắm mạnh. Ôi giời, vẫn vào. Trồng từ năm cũng vào được. Đây nên chả biết đại khái, nên các cụ ở riêng ông bà cho nên đây dòng thì chả biết là dòng thì bao nhiêu không nhớ, nhưng đại khái là cứ... Nên ở riêng năm nào? Ở riêng 85. À thế thì trồng năm 86. Thì trồng trồng 86. Chả biết dòng 86 không nhớ, đại khái là từ năm 85. Đây là riêng. Thế anh lấy giống ở đâu? Anh ơi. Người ta mua giống về cái nhà bên dưới đấy mà. Đấy, xong bây giờ giống trồng hết cái bằng kia rồi kìa. Thế anh ơi, lên cái anh ơi, cái nốt khoan này người ta khoan từ bao giờ đây? Nốt khoan nhưng mà bà bé bảo không bán. Lâu chưa? Để liền đấy. Liền ngay chết làm sao được? Nhưng mà thôi liền cái bà thím ở dưới làng kia, bà bảo mày đừng cho khoan rồi, mày không bán nó chết đấy, nhà tao bị không, chết không, cây không rồi. Chết, không chết, liền ngay. Nhà bà hiệp ở đây. Cây này bị khoan rồi đấy đây. Chết đâu mà chết. Mình không biết cho khoan không, bà bảo là nhà tao chết. Bà bảo khoan, nhà tao chết, bà bảo khoan, nhà tao khoan mấy phát này. Bà bảo nhà tao chết một cây rồi, mày đừng có cho khoan, nếu khoan mày mà không bán là nó chết. Chết gì, ống hay gì, chết. Đây này, bọn nó thả gà, gà nó làm sất, làm thối dễ này nó mới chết. Cái dễ lỗi này rất mà không cẩn thận là thối này. Bà cô ở dưới làng kia, bà có một cây, bà ta cho phải khoan. Kiêng cái dễ này, đừng có làm sất sát, đừng có làm... Đừng có làm gì đâu, cứ đất rồi, đừng có làm gì đâu mà chết. Là hay bị lắm. Đây này, nhìn thấy chưa? Dễ mà cứ bị sất một tí là không bao giờ liền. Đấy, riêng này cứ sất sất vỏ ra là không liền được. Nó lại không như các loại cây khác. Thế bà cô bà bảo nhà ta chết là toàn nguyên nhân do dễ do gốc rồi thôi. Bà cô ở dưới làng thì bà có một cây bảo ta cho khoan, lúc tao bán nó chết mẹ rồi mày ạ, phí rồi đi. Bà bảo thế. Thế bà thế, bảo tốt nhất không cho khoan. Lúc nào bán thì cho khoan, đến lúc nó không được giá không bán là đến lúc này. Không được giá không bán là nó chết thì phí. Không sợ đâu, không sợ đâu. Bà bảo thế. Bà hiệp ở dưới làng này. Ngoan nghèo. Nghèo thì đóng xa lông. Đấy. Sáu mươi. Sáu mươi. Sáu rưỡi. Được rồi, bao nhiêu? 60, 19, 13, 16, 16. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.